Mến chào quý khán giả thân yêu trên kênh LTK Bonsai. Chào mừng quý cô chú anh chị mình trở lại với clip mới nhất của kênh. Thì hôm nay kênh quay lại nhà vườn của chị Mai Nguyễn ở Sa Đéc Đồng Tháp để quay một clip mới giao lưu đến quý cô chú anh chị mình hoa kiểng ha. Thì mặt hàng chủ đạo là hoa giấy nha quý cô chú anh chị. Thì không làm mất thời gian của quý cô chú anh chị mình gặp trực tiếp chị Mai để giao lưu mặt hàng hôm nay ha. Rồi chào chị Mai. Dạ, xin chào anh Tính, xin chào cô chú anh chị trên kênh LTK Bonsai ạ. Lời nói đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn cô chú anh chị đã tin tưởng và ủng hộ nhà vườn em vừa qua ạ. Hôm nay nhà vườn em có về một số loại giấy như là bướm tím, hồng găng, đỏ lửa, Ấn Độ, cẩm thạch và một số loại giấy khác. Rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ ạ. Địa chỉ của em là ở Sa Đéc Đồng Tháp, số điện thoại liên hệ của em là 0939 89 5549, đó cũng là số Zalo của em. Dạ, em xin lên cây đầu tiên bên em ạ. Cây số 1 bên em là cây bướm tím ghép Bắc Mỹ nha cô chú anh chị. Dạ. Mà hoa bướm tím này nó đẹp ạ. Nó màu tím, nó có hơi viền trắng ở hai bên nha cô chú anh chị. Dạ, ngoài viền bông có viền trắng. Dạ, chiều cao của cây là 80 ạ. Tán ngang là 60 ạ. Dạ. Đế rất là quá nha cô chú anh chị. Củ già đặc ạ. Hoành em đâu vị trí này là 18 nha cô chú anh chị. Dạ. Đế quá sạch đẹp nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 1 em xin Zalo cô chú anh chị là 580.000. Giá này là bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình và bao sống cây trong vòng 1 tháng ạ. À. Khi ship cây em sẽ ship nguyên cây nguyên chậu như hình cho cô chú anh chị ạ, à, để bảo đảm cây mình nó vẫn khỏe và tốt ạ. À. Dạ, cây số 2 cũng là cây bướm tím với Bắc Mỹ ạ. À. À, cây số 1 và cây số 2 này hai cây đồng trạng nhau nha cô chú anh chị. Mua Phật. Dạ, cây này thì chiều cao tầm cỡ 75 ạ. À. Tán ngang cây này là 85 ạ. À. Dạ. Hiện cây lên bông rất là nhiều nha cô chú anh chị. Dạ, hoành em đang vị trí này là 18 nha cô chú anh chị. Dạ, đế đặc đẹp. Mã số 2 em cũng xin Zalo cô chú anh chị là 580.000. Dạ, mã số 3 cũng là một cây giấy đỏ lửa ghép Bắc Mỹ nha cô chú anh chị. À, cây này tàn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tàn nó sụ xuống rất là đẹp luôn. Dạ, chiều cao của cây là 55 ạ. À. Tán ngang là 70 ạ. À. Dạ, màu đỏ rất là rực rỡ ạ. À. Rất là tươi luôn. Dạ, hoành em đang vị trí là 13 ạ. À. Dạ. Củ quá đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 3 em xin Zalo cô chú anh chị là 320.000. Dạ, mã số 4 cũng là cây giấy đỏ lửa ghép Bắc Mỹ ạ. À. Dạ. Cây này dáng một cốt đẹp nha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao của cây là 70. Tán ngang là 65 ạ. À. Cái màu đỏ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ, hoành em đang vị trí này là 10 ạ. À. Dạ, đế sạch đẹp. Mã số 3 4 em xin Zalo cô chú anh chị cũng là 320.000. Dạ, mã số 5 cũng cây giấy đỏ lửa cái Bắc Mỹ ạ. À. Mấy cây này gọn gọn nó đẹp nha cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình thay qua cái chậu kiểu là nhìn cây nó đẹp lên hẳn nha cô chú anh chị. Chiều cao cây này là 60. Tán ngang cũng là 60 ạ. À. Dạ, tàn dày đặc ạ. À. Dạ, hoành đâu vị trí này là 11 ạ. À. Dạ. Đế sạch đẹp ạ. À. Mã số 5 em xin Zalo cô chú anh chị là cũng là 320.000. Giá này là em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình và bao sống cây trong vòng 1 tháng ạ. À. Số điện thoại liên hệ của em là 0939 89 5549, đó cũng là số Zalo của em ạ. À. Dạ, mã số 6 là cây giấy Ấn Độ đổi màu. Dạ. Mà hoa Ấn Độ thì nó đẹp nha cô chú anh chị. Nó hoa nó lớn nó đổi tới 4 5 màu. Chiều cao cây này là 80. Tán ngang là 40 ạ. À. Dạ, mà hoa rất là đẹp, nó chuyển màu. Dạ. À, cái hoành chỗ này có ngón tay cái em nha cô chú anh chị. Dạ, cây này là cây zin ạ. À. Mã số 6 em xin Zalo cô chú anh chị là 250.000. Dạ, mã số 7 cũng là cây giấy Ấn Độ đổi màu ạ. À. Dạ, cây quá xá nụ nha cô chú anh chị.
Cây này nó rộ rất là đẹp luôn. Chiều cao cây này cũng là 80, tán ngang là 50 ạ. À, hoành cũng cỡ ngón tay cái nha cô chú anh chị. Hoành một cốt, mã số 7 em cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 250.000. Dạ, mã số 8 cũng là cây giấy Ấn Độ đổi màu ạ. Dạ. Chiều cao cây này là 70 ạ. Tán ngang là 35 ạ. Dạ, mặt hoa Ấn Độ thì nó rất là đẹp. Hoành cũng cỡ ngón tay cái nha cô chú anh chị. Mã số 8 em cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 250.000. Dạ, cô chú anh chị lưu ý giùm em, hoa giấy vận chuyển nó cũng sẽ bị rụng bông và rụng lá chút ít ạ. Dạ, nhưng nó cũng mau phát triển và ra hoa nhanh lắm nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 9 là một cây hồng gân với Bắc Mỹ ạ. Dạ, hồng gân rất là đẹp ạ. Màu trắng có hồng trong đó rất là đậm, rất là đẹp. Chiều cao của cây này là 195 ạ. Tán ngang 90 ạ. Dạ, những thông số này là em có trừ 2 cho cô chú anh chị mình ạ. Hoành cỡ 18 nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ, đế quá sạch đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 9 em xin giao lưu cô chú anh chị là 520.000. Dạ, mã số 10 là cây giấy đuôi cáo ghép Mỹ ạ. À, hai giấy đuôi cáo thì mặt hoa nó màu đỏ đậm nha cô chú anh chị. Hoa tới đâu là đọt tới đâu là hoa tới đó à. Ha đi. Dạ. Nó đang lên búp rất là nhiều. À, chiều cao cây này là 75 ạ. À, tán ngang là 50 ạ. À, khi nó rộ bông là rất là đẹp luôn. Cây này cái thế rất đẹp nha cô chú anh chị. Thế. Dạ, hoành đâu vị trí này là 17 ạ. À, dạ, đế đặc đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 10 em xin giao lưu cô chú anh chị là 380.000. Dạ, mã số 11 là cây kim cương đỏ với Bắc Mỹ ạ. À, dạ, dòng này thì lá cũng đẹp mà hoa cũng đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hoa của nó màu đỏ đậm rất là đẹp, lá nó thì nó màu xanh có đốm vàng vàng nhìn rất là lạ. Chiều cao cây là 90, tán ngang là 75. Dạ, hoành đâu vị trí này là 18 hơn ạ. À, em thích 18. Dạ, đế sạch đẹp ạ. À, mã số 11 xin giao lưu cô chú anh chị là 380.000. Dạ, mã số 12 là một cây giấy hai màu lửa, đỏ lửa và tím lửa ghép Bắc Mỹ ạ. À, những màu lửa này nhìn màu sắc rất là tươi nha cô chú anh chị. Chiều cao cây là 60, tán ngang là 75 ạ. À, nhìn cái màu rất là tươi vui luôn. Hoành đâu vị trí là 10 ạ. À, đấy rất là quái nha cô chú anh chị. Mã số 12 xin giao lưu cô chú anh chị là 270.000. Dạ, mã số 13 là cây giấy chiều tím ghép Bắc Mỹ ạ. À, dạ, cái dòng này thì cái lá nó màu xanh dạ quang rất là đẹp nha cô chú anh chị, hoa nó màu tím nhìn rất là đẹp luôn. Chiều cao của cây là 65 ạ. À, tán ngang là 40 ạ. À, cái dòng này cái phơm tạng rất là cứng nha cô chú anh chị. À, hoành đâu vị trí này là 12 ạ. À, đế sổ đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 13 em xin giao lưu cô chú anh chị là 320.000. Dạ, mã số 14 là cây giấy hồng gân ghép Bắc Mỹ ạ. À, dạ, cây quá trời xá nụ luôn. Dạ, cây này chiều cao của cây là 75 ạ. À, tán ngang là 40 ạ. À, dạ, cây gọn gọn nhìn rất là có duyên nha cô chú anh chị. Hoành là 12 nha cô chú anh chị. Đế quái cũng cuộn luôn. Mã số 14 xin giao lưu cô chú anh chị là 280.000. Giá này làm bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình và bao sống cây trong vòng 1 tháng ạ. À, nhận cây có vấn đề gì cô chú anh chị cứ việc gọi cho em nha, em sẽ giải quyết ạ. À, mã số 15 làm cây giấy cẩm thạch lá nhỏ hoa màu tím Huế ạ. À, chiều cao của cây là 75, tán ngang là 55 ạ. À, cái dòng này thì nó rất là xuyên hoa nha cô chú anh chị, hoa ra liên tục ạ. À,
Ủa nãy em đã tán ngang cho ta. Hoành đâu vị trí này là 11 nha cô chú anh chị. Dạ, đế nè, nó cuồn cuộn rất là dài nha cô chú anh chị. Mã số 15 em xin cho luôn cô chú anh chị là 350.000. Dạ, mã số 16 cũng là cây giấy cẩm thạch lá nhỏ hoa màu tím Huế ạ. À. Dạ, cái màu tím nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao cây này là 70. Tán ngang là 80. Dạ. Hai nó chê rất là bền nha cô chú anh chị, rất là lâu tàn luôn, hoành đâu vị trí này là 10 ạ. À. Dạ. Củ rất là quái mà đặt nha cô chú anh chị. Mã số 16 em xin giao luôn cô chú anh chị là 350.000. Dạ, mã số 17 cũng là cái giấy cẩm thạch lá nhỏ hoa màu tím Huế ạ. À. Dạ. Cái này cái dáng rất đẹp nha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao cái này là 75. Tán ngang là 70 ạ. À. Dạ. Hoành đâu vị trí này là 10 ạ. À. Dạ. Đế nó quá quá đây, cuồn cuộn lên tới trên đây luôn nha cô chú anh chị. Một cái nùi đế luôn. Mã số 17 em xin giao lưu cô chú anh chị là 350.000. Dạ, mã số 18 cũng là cây giấy cẩm thạch lá nhỏ hoa màu tím Huế ạ. À. Chiều cao cây là 70. Tán ngang là 60 ạ. À. Hoành đâu vị trí này cũng là 10 ạ. À. Dạ, đế quá sạch đẹp luôn. Mã số 18 cũng xin Zalo cô chú anh chị là 350.000. Dạ, mã số 19 là cây giấy hai màu đỏ lửa và tím lửa ạ. À. À, hiện cây đang lên bông rất đẹp nha cô chú anh chị. Bông rực rỡ luôn. Chiều cao của cây là 75. Tán ngang là 70 ạ. À. Hoành đâu vị trí này là 13. Dạ, đế quá sạch đẹp. Mã số 19 xin Zalo cô chú anh chị cũng là 350.000. Mã số 20 là cây giấy đỏ lửa ghép ốc Mỹ nha cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao cây là 75. Tán ngang cũng là 75 ạ. À. Dạ, những cây này nhìn nó rất là có duyên nha cô chú anh chị. Hoành đâu vị trí này là 13. Dạ, đế rất là quái nha cô chú anh chị. Mã số 20 cũng xin Zalo cô chú anh chị là 350.000. Khi ship cây em sẽ ship nguyên cây nguyên trọng như hình cho cô chú anh chị ạ. À. Mã số 21 cũng là một cây giấy cẩm thạch lá nhỏ hoa tím Huế ạ. À. Chiều cao cây này là 80. Tán ngang là 50 ạ. À. Dạ, những cây lên bông rất là rực rỡ và đẹp nha cô chú anh chị. Hoành đâu vị trí này là 16 ạ. À. Dạ. Mã số 21 xin Zalo cô chú anh chị là 400.000. Dạ, mã số 22 cũng là một cây giấy cẩm thạch lá nhỏ hoa màu tím ạ. À. Cây này có hai tầng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 90. Em đang tán ngang ở trên đây là khoảng 50 nha cô chú anh chị. Ừ, ở đây cũng cỡ 50 luôn. À, cái này cái thế cao rất đẹp nha cô chú anh chị. À, những cây này mà để trước nhà là nhìn rất là đẹp luôn. À, hoành đâu vị trí là 10 ạ. À. Đế quái đẹp nha. Mã số 22 xin Zalo cô chú anh chị là 400.000. Dạ, mã số 23 là cây giấy tím lửa cái bốc Mỹ ạ. À. Dạ. Chiều cao cây là 90 ạ. À. Tán ngang là 65 ạ. À. Dạ, màu tím lửa cũng rất đẹp nha cô chú anh chị. Màu tím nó đậm. Hoành đâu vị trí này là 12 nha cô chú anh chị. Dạ. Để đặt luôn. Mã số 23 xin Zalo cô chú anh chị là 380.000. Dạ, mã số 24 cũng là một cây giấy tím lửa ghép bông Mỹ ạ. À. Mấy cây này dán một cốt rất đẹp. Chiều cao cây là 1m ạ. À. Tán ngang là 70 ạ. À. Dạ. Hoành ra vị trí này là 16 nha cô chú anh chị.
Đế sạch đẹp luôn. Mã số 24 xin giao lưu cô chú anh chị là 400 ngàn. Từ từ. Mã số 25 là một cây giấy hồng, phất hồng Sakura, giấy phong Mỹ ạ. Cái màu rất là ngọt và đẹp nha cô chú anh chị. Chiều cao cây là 80 ạ. Tán ngang là 80 luôn ạ. Hành đo vị trí này là 14 ạ. Đế rất là đẹp luôn. Mã số 25 xin giao lưu cô chú anh chị là 350 ngàn. Mã số 26 là cây giấy cẩm thạch vàng ghép Phúc Mỹ ạ. Chiều cao cây là 90. Tán ngang là 70 ạ. Mà hoa cẩm thạch, lá màu gì? Lá cẩm thạch hoa màu vàng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Vành đo vị trí là 12 ạ. Mã số 26 xin giao lưu cô chú anh chị là 400 ngàn ạ. Khi ship cây sẽ ship nguyên cây nguyên chậu như hình cho cô chú anh chị ạ. Số điện thoại liên hệ của em là 0939 895549, đó cũng là số giao lưu của em ạ. Mã số 27 là cây giấy hai màu ạ, màu cam lửa và màu tím lửa ạ. Chiều cao của cây là 1 mét ạ. Tán ngang là 70 ạ. Hoành đo vị trí là 13. Đế rất là quái nha cô chú anh chị. Mã số 27 xin giao lưu cô chú anh chị là 420 ngàn. Mã số 28 là cây giấy cành vàng lá ngọc ghép Phong Mỹ ạ. Màu hoa cành vàng lá ngọc thì rất đẹp nha cô chú anh chị. Hiện cây nó mới lên búp búp mà, bởi vì em không có giới thiệu cái mặt bông nha cô chú anh chị thấy rõ được ạ. Bông của nó thì khi nó nở sẽ là màu trắng, màu tím lim trắng rất là đẹp. Chiều cao cây là 90. Tán ngang là 90 ạ. Hiện cây này đang nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Là kẹo luôn. Nó mà nở rộ một cái là thấy bông không thấy lá luôn á. Hoành đo vị trí này là 17 ạ. Đế đặc đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 28 em xích xin giao lưu cô chú anh chị là 550 ngàn. Mấy cây này chậu rất là nặng nha cô chú anh chị, chậu lớn rất là nặng luôn. Mã số 29 cũng là cây giấy cành vàng lá ngọc ạ, giấy Phúc Mỹ. Chiều cao cây này là 90 hơn ạ. Tán ngang cũng là 90 ạ. Cái màu hoa này khi nở rộ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hoành đo vị trí này là 20 ạ. Đế rất là quái luôn nha cô chú anh chị. Mã số 29 xin giao lưu cô chú anh chị là 550 ngàn. Mã số 30 cũng là cái giấy cành vàng lá ngọc ghép Phong Mỹ ạ. Chiều cao cây này là 90 ạ. Tán ngang cũng hơn 90 nha cô chú anh chị. Những cây này đang lên kẹo bông rất là nhiều nha cô chú anh chị. Hoành đâu vị trí này là 19 ạ. Đế sạch đẹp ạ. Mã số 30 xin giao lưu cô chú anh chị cũng là 550 ngàn. Khi ship cây em sẽ ship nguyên cây nguyên chậu như hình cho cô chú anh chị ạ. Mã số 31 là cây giấy tím tiết với Bắc Mỹ ạ. Cây này thấy mini rất là đẹp nha. Chiều cao cây là 50. Tán ngang là 45 ạ. Hiện cây lên búp rất nhiều nha cô chú anh chị. Hoa nào tàn thì nó sẽ rụng sẽ lên cái mặt hoa khác ạ. Dòng này nó xuyên hoa. Hoành đo vị trí này là 16 ạ. Nó sạch đẹp ạ. Mã số 31 xin giao lưu cô chú anh chị là 320 ngàn. Mã số 32 là cây giấy tím lửa với Phong Mỹ ạ. Cây này thấy một cốt rất đẹp nha cô chú anh chị. Tàn thì dày đặc luôn. Cây này là cây 4 năm tàn mới được cái bàn như thế này ạ. Chiều cao cây là 90. Tán ngang là 90 ạ. Cái màu tím lửa cũng rất là đẹp. Hoành đo vị trí này là 12 ạ. Đế sạch đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 32 xin giao lưu cô chú anh chị là 400 ngàn. Mã số 33 là cây giấy 5 màu Mỹ nha cô chú anh chị. 5 màu ghép Phong Mỹ ạ. Hiện cây lên đủ 5 mặt bông nha cô chú anh chị.
màu tím nè, màu đỏ nè, màu trắng nè, màu cam nè, màu vàng nè. Chiều cao cây này là 80 ạ. Tán này là 60 ạ. Dạ. Hoa nó theo cái đọt rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nó dạng chùm rất là đẹp. Ôi, cái này nó tiếp. Hoành đi, hoành nó dưới cái này. Hoành thì rau 19 này cỡ 12 nha cô chú anh chị. Dạ, đế quá sạch đẹp. Mã số 33, xin Zalo cô chú anh chị là 450.000. Dạ, mã số 34 cũng là cây giấy 5 màu Mỹ nha cô chú anh chị. Ôi, nó chiều cao chứ. Chiều cao của cây này là 60-65 ạ. Tán là 50 ạ. Em đảm bảo cho cô chú anh chị là 5 mặt bông nha. Dạ. Hoành đâu vị trí nè, cỡ 12 nha cô chú anh chị. Dạ, cây này cũng rất là quái luôn, để quái. Mã số 34 cũng xin Zalo cô chú anh chị là 450.000. Dạ, mã số 35 cũng là cây giấy 5 màu Mỹ nha cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao cây là 70. Tán là 60 ạ. Dạ. Cái này phơm tàn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái phơm tàn nó tròn. Hoành đo vị trí này là 12 ạ. Đế sạch đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 35 cũng xin Zalo cô chú anh chị là 450.000. Mã số 36 là một cây giấy, cây này là ghép 4 màu nha cô chú anh chị. Nó bị gãy hết một màu trắng, còn lại 4 màu. Dạ. Cây này phơm tàn tròn rất là đẹp luôn. Chiều cao cây này là 60 ạ. Tán là 50 ạ. Dạ. Những cây này chúng ta thay qua cái chậu là nhìn nó đẹp và sang lên thẳng nha cô chú anh chị. Hoành đo vị trí này là 13 ạ. Đế quái cuộn cuộn luôn. Mã số 36 cũng xin Zalo cô chú anh chị là 450.000. Dạ. Mã số 37 là một cặp giấy cẩm thạch đá nhỏ ha, màu tím hóa nha cô chú anh chị. Dạ, ghép bọc Mỹ. Dạ, cây mini gì chúng ta về để bàn rất là đẹp luôn, hoặc lấy ban công cũng được nữa. Dạ, em đo hạo chiều cây nha. Chiều cao của cây này là 50. Để em để xuống đi ha. Cái mô phật tán ngang tầm cỡ 35 đi nha cô chú anh chị. Dạ. Cái dòng này thì nó xuyên hoa rồi. Hoành cả ngón tay cái các em nha. Rồi mà cặp 37 này em xin Zalo cô chú anh chị là 300.000. Dạ, mã số 38 là cây giấy màu cái màu gì ta? Màu tím như là màu cẩm thạch lai, màu cẩm thạch lai cô chú anh chị. Hoa nó màu tím nha cô chú anh chị. Dòng này nó cũng xuyên hoa như tím tiết vậy đó. Chiều cao của cây là 90. Tán ngang là 50 ạ. À. Màu rất là nhu luôn. Hành cỡ 10 nha cô chú anh chị. Mã số 38 xin Zalo cô chú anh chị là 300.000. Mã số 39 cũng là cây giấy cẩm thạch lai. Hoa màu tím ạ. À. Chiều cao cây là 70. Tán ngang là 50 ạ. À. Dạ. Dòng này nó cũng rất là xuyên hoa luôn. Hoành đâu vị trí này là 9 ạ. À. Mã số 39 xin Zalo cô chú anh chị là 300.000. Dạ, mã số 40 là cây giấy màu tím Pháp với phong Mỹ nha cô chú anh chị. Cây này chiều cao là hơn 90 ạ. À. Tán ngang là 50 ạ. À. Cây này thế cao nó cũng rất là đẹp luôn. Hoành. Hoành cỡ 9 nha cô chú anh chị. Đế sạch đẹp ạ. À. Mã số 40 xin Zalo cô chú anh chị là 250.000. Giá này là bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình và bao sống cây vòng 1 tháng ạ. À. Mã số 41 là một cây giấy. Như là cây này mấy màu thôi là ta. Cây này em bao cô chú anh chị là coi coi. Cây này hiện tại là từ 4 đến 5 màu nha. Em bao cô chú anh chị là 4 đến 5 màu. Dạ. Hiện tại nó cũng đang lên đủ hình như là 5 màu nha cô chú anh chị. Màu tím nè, màu đỏ nè, màu vàng nè.
màu hồng nè với màu trắng nè. Cây này 5 màu nha cô chú anh chị. Dạ, cây này là gốc Mỹ nhưng mà gốc nó còn hơi nhỏ nha. Cái đế dưới còn rất là nhiều, về cô chú anh chị mình khai thác thêm em nha. Chiều cao cây này là 55, tán ngang cũng là 55 ạ. Dạ, hoành là cỡ 10 nha cô chú anh chị. Dạ, cái đế nó còn rất là nhiều ở dưới đây nha. Về cô chú anh chị mình khai thác thêm. Mã số 41 xin Zalo cô chú anh chị là 270.000. Dạ, mã số 42. Mã số 42 là cũng là cây giấy gốc Mỹ, ghép 5 màu Mỹ nha cô chú anh chị. Dạ, cây này cũng hiện lên 5 đủ 5 mặt bông rồi nè. Chiều cao cây là 50. Tán ngang là 50. Dạ. Hoành cây này tầm cỡ 12 13 nha cô chú anh chị. Dạ. Cái đế nó còn dưới rất là đẹp luôn. Về cô chú anh chị mình khai thác thêm giùm em nha. Mã số 42 xin Zalo cô chú anh chị cũng là 270.000. Mã số 43 cũng là cây giấy ghép. Cây này chắc cũng em bao cô chú anh chị là từ 4 màu tới 5 màu nha cô chú anh chị. Mà hiện như hiện tại em thấy cũng là đủ 5 mặt bông rồi nè. Màu đỏ, màu tím, màu trắng nè, màu vàng, màu hồng. Cây này cũng 5 màu nha cô chú anh chị. Nó lên đủ bông rồi nè. Chiều cao cây này là 60 nha. Tán ngang là 50. Dạ. Những cái màu Mỹ này rất là đẹp luôn. Hoành chín nha cô chú anh chị. Mã số 43 cũng xin Zalo cô chú anh chị là 270.000. Mã số 44 là cây giấy tím tiết cái Bắc Mỹ ạ. Dạ. Dòng hoa tím tiết thì nó rất là đẹp rồi, nó xuyên hoa nữa. Chiều cao cây là 60 hơn nha. Tán ngang là 40. Hoành đâu vị trí này là 11 ạ. Dạ, đế sạch đẹp. Mã số 44 xin Zalo cô chú anh chị là 300.000. Dạ, mã số 45 cũng là cây giấy tím tiết kéo Mỹ ạ. Chiều cao cây này là 60 ạ. Tán ngang là 70 ạ. Dạ. Hoành đâu vị trí này là 15 ạ. Dạ, đế sạch đẹp. Bên em mà ưu tiên là lựa những cây mà đế sạch đẹp để bán cho, để giao lưu với cô chú anh chị ạ. À. À, mã số 45 xin Zalo cô chú anh chị là 350.000. Mã số 46 là cây giấy cẩm thạch hoa màu trắng nha cô chú anh chị. À, cây này rất là đẹp nha. Chiều cao của cây là 80 ạ. Tán ngang là 60 ạ. À. Cái lá cẩm thạch hai màu trắng nhìn rất là nổi ạ. À. Hoành đâu vị trí này là 15 ạ. À. Dạ, đế này cô chú anh chị, đế nơm lên rất là đẹp luôn. Và cô chú anh chị mình thay qua cái chậu kiểu là nhìn cây rất là đẹp luôn. Mã số 46 xin Zalo cô chú anh chị là 400.000. Dạ, mã số 47 là cây giấy bướm tím ghép Bắc Mỹ ạ. À. Cái dòng bướm tím này nó chơi hoa rất là lâu tàn nha cô chú anh chị. Hoa cũng vừa đẹp mà chơi rất là bền luôn. Chiều cao của cây là 70. Tán ngang là 60. Dạ. Nhìn màu tím gì nó ngọt, nó nhu. Hoành đâu vị trí này là 15 nha cô chú anh chị. Dạ. Đế đặc đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 47 xin Zalo cô chú anh chị là 450.000. Mã số 48 là cây giấy ngũ sắc 5 màu nha cô chú anh chị. Cái thái. Cây này thì chiều cao tầm cỡ 1m3 nha, tán ngang tầm cỡ 1m. Những thông số này làm có chữ 2 cho cô chú anh chị mình ạ. À. Với cây này chiều cao cỡ 1,5m à. Hoành là cỡ hoành cây này là 18 nha cô chú anh chị. Dạ, đế quá sạch đẹp luôn. Mã số 48 em xin Zalo cô chú anh chị là 900.000. Khi ship cây em sẽ ship nguyên cây nguyên chậu như hình cho cô chú anh chị ạ. À. Những cây này rất là nặng và cao thì ship cũng khá là nhiều nha cô chú anh chị. Mã số 49 là một cây giấy cẩm thạch ghép 3 màu ạ. À. Màu trắng, màu tím và màu hồng ạ. À. Dạ, chiều cao cây là 70. Tán ngang là 40. Dạ, hiện cây còn rất là nhiều nụ nha cô chú anh chị. Hoa nào tàn thì nó sẽ lên những cái hoa mặt hoa khác ạ. À. Hoành đâu vị trí này là 10 ạ. À.
Mã số 49 xin giao lô cô chú anh chị là 220.000. Dạ, mã số 50 là một cây giấy búm tím giấy Bắc Mỹ ạ. À. Cây này dáng một cốt rất đẹp nha cô chú anh chị. Cây này chúng ta để trước nhà rồi, rất là đẹp luôn. Chiều cao cây này là 1,5 m ạ, tán ngang tầm cỡ 1 m nha cô chú anh chị. Hoành đâu vị trí là 13 ạ. Dạ, đế sạch đẹp luôn. Mã số 50 xin giao lô cô chú anh chị là 800.000. Dạ. Đây cũng là mã số cuối cùng bên nhà vườn của em ạ. À. Cuối clip em kính chúc cô chú anh chị có một buổi xem clip vui vẻ và luôn ủng hộ nhà vườn của em ạ. À.